Thưa quý vị, gần 150 học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Bà Rịa vừa tham dự hội nghị tuyên truyền luật giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe an toàn. Chương trình do Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Các em học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố Bà Rịa được giới thiệu những nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ trên cơ sở phân tích các tình huống tai nạn cụ thể. Các em cũng được trang bị một số kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn và thực hành lái mô hình an toàn. Chương trình được Ban An toàn giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức nhằm cung cấp cho học sinh những thông tin cần thiết, giúp các em tránh được những lỗi vi phạm cũng như phòng tránh tai nạn đáng tiếc khi tham gia giao thông.